Kristen, sao con lại giấu nội đi Nhật Bản với thầy Khoan vậy? Tại vì Tiểu Tề làm cho cháu cảm động, cho nên cháu mới đi Nhật để giúp cho anh ấy thôi. Đơn giản vậy sao? Chứ không phải con có cảm tình với nó. Cháu nhìn nhận là mình có cảm tình với Tiểu Tề, nhưng chuyện này chỉ thuần túy là công việc. Từ đầu chí cuối tụi cháu ở riêng mỗi người một phòng, không có làm gì sai trái hết. Kristen đã nói như vậy, chúng ta nên tin tưởng cô ấy. Gạt chuyện này qua một bên đi, con đừng có quen với Tài Khoan nữa, nó là người đã có vợ rồi. Ông nội cứ yên tâm đi, cháu đâu có khùng đi làm người thứ ba chứ. Nhưng mà con giúp Tài Khoan như vậy thật là không công bằng với Men, vì cậu ta mới là bạn trai của con. Cháu không để tâm tới chuyện đó đâu. Kristen có lòng nhiệt tình giúp người, trái lại làm cháu càng ngưỡng mộ hơn. Bỏ tay ra đi, chúng ta đã chia tay rồi mà. Chuyện xảy ra từ lúc nào, vì lý do gì hả? Thật ra chúng cháu đâu có chia tay chính thức, tại vì gần đây công việc hơi nhiều nên ít khi gặp mặt. Tôi không muốn gặp ông nội tôi nữa. Ông nội, cháu và anh ấy đã chia tay rồi, vì cháu chịu đựng không nổi loại người này. Anh ta tiếp cận cháu, mục đích là giữ những chiếc ghế trong công ty. Còn nữa, anh ta tìm mọi cách để lấy lòng ông nội, còn kêu cháu cùng anh ta giả làm đôi tình nhân, khi nào cưới nhau rồi thì tự ai nấy phát triển. Đồ vô liêm sỉ, sao cậu lại làm như vậy? Kristen hiểu lầm ý của cháu, cháu đối với cậu thật lòng, vì cháu không muốn cậu bị áp lực quá lớn thôi. Ông tin cháu đi, cháu không có nói dối đâu. Anh đừng có ngụy biện, chính anh đã bán rẻ anh rồi đó. Ông nội, ông đừng nên tin loại người này, tôi không còn muốn gặp mặt anh nữa. Tôi không thích bị lừa gạt, lại càng không thích cháu tôi bị tổn thương đâu. Xin ông hãy nghe cháu nói đi. Đúng là cháu và Kristen có chút vấn đề, nhưng mà không dám nói với ông vì sợ ông lo thôi, chứ đâu có gạt ông đâu. Hiện giờ cháu đang cố gắng cứu vãn, thế nào rồi cô ấy cũng phải cảm động vì thành ý của cháu mà. Ông tin cháu đi. Cậu tưởng cậu còn cơ hội gặp lại Kristen hay sao? Tôi không còn tin cậu nữa. Please, cậu không cần nói nhiều, cậu đi đi. Cậu cũng không còn là nhân viên của công ty này nữa. Ê, Do Re Mi Fa Sol, anh Lưu đã đến rồi nè, ra lấy kẹo đi. Ai cũng có phần hết. Ê, anh Lương đó hả? Vậy mà tôi tưởng là ai? Bất cần, bọn nhóc đâu hết rồi? Thì cũng tại anh đó, anh dạy bọn nó biết cách làm cho người khác vui lòng, nên tất cả được người ta lãnh về nuôi hết rồi. Lãnh về nuôi hết? Chị Giang à, ông Giang à. Chị Giang à, tôi cầu xin chị cho tôi vô gặp con gái đi. Cô Hải căn dặn là không có cho ông vô được. Bây giờ tôi đã mất hết tất cả, chị cho tôi vô gặp nó một lần cuối đi. Cầu xin chị mà. Tôi chỉ nhìn mặt nó thôi. Vậy thì ông vô gặp nhanh lên đi, cô Hải sẽ về bất cứ lúc nào đó. Cảm ơn. Cục cưng, con có ngoan không? Có nghe lời không? Có nhõng nhẽo không đây? Chỉ có con vô cười với cha thôi. Cô Hải, tôi đã dặn chị cái gì? Tôi đi chợ nha. Anh chờ đây để làm gì? Không liên quan tới chị nhà. Tôi tới đây chỉ muốn nhìn con một chút thôi. Tôi đã nói không cho anh gặp nó rồi mà. Em đừng để đối xử với tôi như vậy được không? Tôi đã bị người ta đánh gục, thua hết tất cả rồi. Không sự nghiệp, không thân, không thích. Ngay cả bọn nhóc ở cô nhi viện cũng đi luôn. Anh làm rất nhiều chuyện bất lương nên bị qua báo thôi. Tôi biết là mình làm sai, nhưng mà tôi rất thương con. Từ đó đến giờ tôi đâu có làm hại nó đâu. Như vậy mà em không cho tôi ẵm nó một chút à? Tôi cầu xin em cho tôi ẵm nó một chút. Mời anh đi giùm đi. Tôi cứ tưởng mình cứ đây, cho dù Lực không muốn nói chuyện với tôi, ít ra cũng có thể nghe tôi nói. Anh ấy cố chấp lắm, không phải chuyện gì cũng chịu nghe đâu. Từ nhỏ tới lớn, tôi nhờ đôi tay của mình để tung hoành, chưa bao giờ có một người thật tình với mình. Chỉ có Lực xem tôi như là bạn thôi. Nhìn là biết rồi. Tôi không biết lượng sức nên càng ngày càng đi vào đường cùng. Đến khi tỉnh giấc thì người bạn duy nhất cũng đã mất. Muốn tìm một người để giải bày tâm sự cũng không có. Nè, sao cô không phản ứng vậy? Anh muốn tôi phản ứng với anh sao đây?
Nếu anh không phải là ông chủ, tôi không làm công cho anh, thì tôi không có đứng đây để nghe anh lải nhải nãy giờ đâu. Cô giận tôi vì chuyện của chị cô à? Có cần tôi phải nói rõ ràng không? Tại sao các người đều đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi đã thua rất thảm hại, có phải còn muốn đạp tôi xuống đất mới hả dạ không? Thật ra trên thế gian này đâu chỉ một mình anh bi thảm. Cao Lực cũng vậy thôi. Người thì trầm tư, mất hết tự tin. Nó tệ đến vậy sao? Có cách nào để giúp nó không? Anh thật sự muốn giúp anh ấy à? Làm ơn, lấy cho tôi 2 cây xúc xích. Gì? Học cách của tôi tìm người tới đây chọc tức tôi hả? Tùy anh, nói sao cũng được. Cô quen ai tôi có thể tin, chứ tên man này thì không đâu. Đúng vậy, chúng tôi tuy không có tình cảm, nhưng mà có thể gần giao một đêm tình. Anh thì được, nhưng Hải Thuyền thì không được. Không được hả? Chúng tôi rất hợp nhau. Man thì thất nghiệp, lại không có bạn bè, cả đứa con nuôi cũng không còn. Còn Aida thì vừa thất tình, chúng tôi cùng giao ăn ủi, thì đâu có vấn đề gì. Cậu cũng không nên bực mình. Dù sao đi nữa, cậu cũng từng là bạn trai của cô ta, cho nên vì lễ nghĩa mà tới đây báo với cậu một tiếng. Luôn tiện mua luôn xúc xích, lấp cho đầy bụng, ăn cho no, đi một lát vui chơi cũng được thoải mái một chút. Nè, bỏ tay của anh ra đi. Xin lỗi, quen rồi, tôi không nhịn được. Nhưng mà Aida rất hợp ý thích của tôi. Anh nhất định sẽ cho em một ký ức khó quên. Sao hả? Muốn đánh tôi à? Ngay cả con da còn cầm không nổi, làm sao mà đánh tôi được? Em làm gì vậy? Có lực đánh người ta mạnh như vậy, gặp lại con dao chắc không có vấn đề đâu. Ho, mấy người gài tôi hả? Không làm vậy làm sao anh lấy lại lòng tin được chứ. Anh cầm dao lại đi, nhất định là được mà. Cậu hãy vì lòng khổ tâm của Aida, và lúc nãy đã cho tôi ăn một cái đấm, cậu cứ thử xem sao. Thật ra kỹ thuật của anh cũng đâu có giảm, chỉ thiếu một chút lòng tin thôi. Anh đừng nên để áp lực đè nặng nữa. Khi đối mặt với em, thật sự anh làm không được. Anh không nên suy nghĩ nhiều quá. Chúng ta có quay lại với nhau hay không không quan trọng. Cái quan trọng ở đây là anh lấy lại được lòng tin. Em rất muốn thấy lại dáng anh cầm dao khi sắt cá, rất là đàn ông và có khí phách của Nam Nhi. Có phải em thường nói anh là thằng đàn ông dở hơi sao? Không có đàn ông dở hơi thì đâu có mùi đàn ông. Có người con gái vì cậu như vậy, cậu phải biết quý trọng chứ. Là đàn ông, cái gì cũng có thể thua, nhưng mà ý chí thì không thể thua được đâu. Cũng như tôi vậy nè, giống như con ngựa trời bất tử, dù cho hoàn cảnh nào đi nữa cũng có thể sinh tồn. Tên đê tiện Ben này sẽ sống lại bất cứ lúc nào. Lực à, cậu cũng có thể mà. Anh sẽ làm được. Cảm ơn em. Anh Ben. Cảm ơn anh. Cô đừng có lo cho tôi, con ngựa trời này không dễ chết đâu. Chúng ta còn là bạn bè không? Bạn bình thường. Là bạn tốt bình thường. Khá lâu rồi ha. Nè, em coi Venus so với hồi đó khác rất là phải xa đó, ha. So với hồi trước thì đẹp hơn giờ ốm đi. Vậy sao? Mình không muốn ốm cũng không được đó. Tại sao? Ở bên đó, ngày nào cũng phải đưa chúng nó đi học, rồi sau đó mình cũng đi học. Tối về sau khi ăn cơm xong, ba mẹ con cùng làm bài vở rất là bận rộn. Bộ cũng đi học sao? Học ngành nào? Là ngành thương mại. Mình và Hinda lúc ở đại học cũng theo ngành này mà. Bây giờ con cái đã lớn, có thời gian rảnh rỗi, cho nên muốn học lấy bằng thạc sĩ thôi. Chà, vậy mới nói phụ nữ chúng ta ly dị không phải là điều không tốt. Ít ra là mình cất đi được một cái nặng. Không phải chuyện gì cũng có thể trút bỏ được. Lần này về đây là dịp lưu tô, đã 10 mấy năm rồi, thường xuyên tới lưu công ty, đã có cảm tình với đồng nghiệp. Nếu thật sự ly muốn đấu với lưu tô, người chịu thiệt thòi là các bạn đó. Cho nên mình trở về đây xem có giúp gì được cho các bạn hay không thôi.
Hiện nay về phía của Bly thì Man đã từ chức. Công việc nhập hàng và đại lý là do Kristen tạm thời tiếp quản. Cô ta vẫn chưa có hành động gì cả. Nhưng theo tôi nghĩ, họ sẽ nhanh chóng giành lấy các sản phẩm khác của chúng ta thôi. Người ta có cửa hàng bán trực tiếp, điều kiện tốt hơn tụi mình. Còn về phía tụi mình, gần đây chỉ bằng việc ký tiếp hợp đồng với các hãng sản xuất dầu nhuộm tóc đã lâu rồi mà vẫn chưa xong. Về mặt kinh doanh, ai cũng muốn tìm một đại lý có lợi cho mình để nhập hàng thôi. Kinh doanh chủ yếu là phải có đầu óc thương mại và cần phải nhạy bén. Hiện giờ Pluto đang còn vốn, cho nên chúng ta phải chơi liều một phen, chủ động xuất kích. Chủ động xuất kích? Nói rất đúng. Thời điểm đã đến, chúng ta cần triển khai thực lực của Pluto rồi. Ông nội, ông nội à, lần này rắc rối rồi. Có chuyện gì? Bộ phận khách hàng vừa điện thoại cho biết, nói mười mấy cửa hàng của mình bị khách khiếu nại, là dầu gội đầu, đồ dùng phụ nữ, khăn và tải giấy, tất cả đều hết hàng rồi. Sao lại như vậy? Hàng hóa đó là do ai cung ứng? Toàn bộ là do đại lý của Pluto cung ứng. Cháu hỏi bộ phận kho hàng, ở đó nói 2 ngày rồi Pluto không có cung ứng hàng. Cháu điện qua đó hỏi, họ nói là chỉ thị của cấp trên nên không có rõ lắm. Để coi họ muốn gì đây. À, chào Bly, ngồi ngồi. À, ông Gia, ông khỏe không? Pluto đâu, sao còn chưa tới? À, anh ấy không được khỏe, cho nên tôi đại diện. À, ngồi đi. À, được. Nếu tôi nhớ không lầm, đây là loại rượu chát có niên đại mà ông rất thích. Tôi còn gọi giùm cho ông thịt dê nướng mà ông rất thích nữa. Tôi làm như vậy có đạt không? Hôm nay mời tôi ra đây chắc không phải để nói lại chuyện cũ chứ. Tại sao ngưng cung cấp hàng hóa cho tôi? Nếu như vì chuyện đại lý kèm đánh răng mà có hành động trả đũa, tôi thấy không nên đâu. Cô giúp tôi khuyên Pluto, làm như vậy đối với cả hai đều không có lợi. Ngưng cung cấp hàng đó là ý của tôi. Thật ra tôi cũng không muốn. Nhưng mà trong giai đoạn này, nếu muốn bảo toàn công ty, thật sự không còn cách nào khác. Như vậy là không có lý trí. Công ty của chúng tôi ở Hồng Kông có 200 cửa hàng, có thể nói chiếm hết 50% kim ngạch của các người. Cô trữ hàng nhiều như vậy đâu có lợi. Ông Giang à, thật ra công ty của chúng tôi có đại lý hơn 100 mặt hàng, chiếm diện tích kệ hàng của các ông cũng không nhỏ. Giả lại ký gửi mặt hàng nơi ông toàn là hàng bán rất chạy. Tôi không tin nếu như trên kệ thiếu những mặt hàng đó, nhất định khách sẽ khiếu nại. Cô nói vậy là muốn trở mặt với tôi phải không? Thôi không cần phải bàn nữa ha. Ly à, chúng tôi rất có thành ý. Nếu không chúng tôi đâu có thành tâm mời ông ra đây dùng bữa. Kinh doanh quan trọng nhất là kiếm lời, không phải mua tức giận. Tình hình bây giờ các người muốn làm luôn đại lý, không phải là ép chúng tôi thở không ra hơi hay sao chứ? Cho nên bắt buộc chúng tôi phải làm như vậy thôi. Đúng đó, tôi nghĩ các người muốn làm đại lý và bán lẻ, liên kết lại thành một đường dây khép kín. Bài toán đó rất là hay. Nhìn vào thì thấy rất tốt, nhưng lại không xài được. Vì vậy các người sẽ khiến cho người ta cảm thấy thân thế của Bly không được trong sáng và rõ ràng, khiến người ta không biết phải thích ứng như thế nào. Trái lại làm người ta hoảng sợ và sẽ quay lưng đi tìm đại lý khác. Như vậy có thể người thứ ba sẽ hưởng lợi. Ngao cò đấu nhau ngư ông đắc lợi. Chúng ta đối đầu như vậy, kết cục chúng ta đều thua. Thương trường như chiến trường, nếu muốn đánh, quan trọng là phải có đồng minh. Mất tiền là chuyện nhỏ, cái mà tôi không muốn nhất là người bạn này. Tôi là phận nữ nhi, không biết cách kinh doanh. Tôi chỉ biết là mấy năm nay Bly và Pluto hợp tác rất là vui vẻ. Tôi còn nhớ khi công ty của chúng tôi vừa mới thành lập, nhờ sự lão luyện và kinh nghiệm của ông đã chỉ bảo cho ý kiến chúng tôi, cho nên chúng tôi học hỏi ở ông rất nhiều điều bổ ích. Từ đó đến giờ tôi xem ông như một người bác của mình vậy. Công ty là do tôi sáng lập, tồn tại 40 năm rồi. Kinh doanh đã lâu nhưng chưa bao giờ tính sai. Vậy mà lần này lại coi thường các cô. Thật sự tôi đã già rồi. Đừng nên nói vậy, ông chưa có già đâu, mà là lão luyện thôi. Chúng tôi còn rất nhiều điều cần học hỏi. Venice, cô là người biết chuyện, bảo tôi phải làm sao đây? Cô Hải, lúc nãy cô nói rất có lý. Please mà làm luôn đại lý đúng là có hơi đuối sức. Tôi hy vọng khôi phục hợp tác lại với Pluto. Rất hoan nghênh. Cảm ơn. Hợp tác vui vẻ.
Lý, ông khỏe không? Venus, Thế Kỷ nói hai người tới đây, anh cô ý đến đây để tìm em. Sao cậu thế trễ vậy? Chúng tôi đã bàn xong rồi. Tôi rất vui khi chúng ta lại sát cánh với nhau. Thế chẳng mọi người cũng vậy. Cậu cưới được vợ tài năng như vậy, phước của cậu đó, phải biết trân trọng đó nghe. Tôi xin phép đi trước ha. Cảm ơn Lee. Ngày mai tôi sẽ điện cho Crystal. À, được, được. Nè, tôi phải đi đây. Tôi đi với cô. Venus, cảm ơn anh đã giúp anh làm rất nhiều chuyện. Muốn cảm ơn thì anh nên cảm ơn tất cả nhân viên đi. Người ta vì anh đấu tranh, nhất là Linda. Nhờ sự chống chọi của cô ấy nên công ty qua được khó khăn này. Công ty đang rất cần anh. Anh nên quay lại để lo cho đại cục. Venus, trải qua chuyện lần này, anh đã học được cách trân trọng người ở bên mình. Em hãy cho anh một cơ hội đi. Chúng mình bắt đầu từ đầu có được không? Chuyện muốn làm em đã làm xong. Em sẽ quay về mình. Vậy các con thì sao? Hy vọng là anh không tranh giành với em. Em muốn con ở gần bên em. Em sẽ thường xuyên cho chúng về gặp anh. Tuy chúng ta không còn là vợ chồng, dù sao anh cũng là cha của tụi nó. Venus, đi ra. Giúp tôi nói vài lời với cổ đi. Xin lỗi, tôi giúp anh không được đâu. Khi một người đàn bà đã quyết tâm làm chuyện gì rồi thì không ai cản được họ. À, xin lỗi, không bỏ tay ra được để gõ cửa. Đây là toàn bộ tài liệu liên quan đến 723, cùng với tư liệu mới nhất về cái sách cạnh tranh. Anh nghĩ em cũng muốn lưu lại một phần. Nè, có đồ đưa cho anh nè. Chi phiếu hả? Là ông nội kia em đưa cho anh đó. Trừ tiền vé và ăn ở khi đi Nhật, còn lại tiền trang trí văn phòng, mua bàn ghế và vi tính, tất cả ở đây hết. À, cảm ơn. Đây là những gì anh xứng đáng được hưởng mà. Anh đã giúp cho Lee rất nhiều việc, không lý nào để anh ra sức rồi lại ra tiền nữa. Cho nên chi phí lần này phải để cho Lee chúng tôi chịu trách nhiệm mới phải. Tốt quá, có thể trả nợ cho cậu Lực và ba vợ của anh rồi. Lấy góc độ làm đẹp để quảng bá kem đánh răng, đó là ý tưởng của anh. Cho nên ông nội nói việc đẩy mạnh quảng cáo nên anh phụ trách. Để thuận tiện cho công việc, em đã sắp xếp cho anh một phòng làm việc đó bên đó đó. Em đến đi xem nha. À, không cần đâu. Anh không định tiếp tục ở đây làm việc đâu. Đây là đơn từ chức của anh. Tại sao bất ngờ vậy? Có phải anh không giữ ý điều kiện ở đây, tiền lương hay là chức vụ? Chúng ta có thể bàn bạc lại mà. Anh nghĩ sai rồi. Anh cố gắng phấn đấu lấy được quyền đại lý không phải vì tiền đâu. Là anh muốn chứng minh cho mọi người thấy, cũng để nói cho mọi người biết anh không phải là người không có khả năng. Người đó có phải là Cao Linh không? Trong thâm tâm của anh, không ai có thể so với cô ấy. Anh làm bao nhiêu chuyện cũng vì cô ấy. Em cũng làm bấy nhiêu chuyện, không biết là gì anh. Em nói gì? Không có gì. Xin lỗi. Alo, bà xã. Anh chờ điện thoại của em lâu rồi. Em hẹn anh ăn cơm hả? Đương nhiên là được. Nhưng địa điểm là do anh quyết định được không? Anh sẽ gọi lại cho em. Hẹn gặp lại. Sao cơn mưa trời lại sáng rồi? Vậy tư liệu này... Được rồi, để đó cho em. Anh đi ăn cơm đi. Cảm ơn. Chỉ là ăn bữa cơm thôi, tại sao chọn nơi sang trọng như vậy chứ? Anh biết khoảng thời gian ở Hồng Kông không có anh ở bên cạnh, em đã chịu nhiều áp lực. Anh xin lỗi. Anh hy vọng ăn sau bữa cơm này em sẽ không giận anh nữa. Bộ anh tưởng ăn bữa cơm là có thể bù đắp tất cả sao? Anh biết em ngần ngại Tristan. Anh đã nói nhiều lần rồi, anh với cô ấy không có gì cả. Bây giờ anh đã từ chức rồi. Đó, vừa mới nhắc là có điện thoại. Là Tristan đó. Anh sẽ không gặp cô ấy nữa. Anh không cần phải vì em làm như vậy. Cần, đương nhiên là cần. Anh rất cực khổ mới cưới được người vợ này. Đến ngày tận thế anh cũng không sợ. Anh chỉ sợ nhất là thấy mặt mày em ủ rũ. Hiện giờ anh chỉ muốn em sống vui vẻ thôi. Chúng ta khiêu vũ có được không? Em vẫn nhớ chỗ này chứ? Ừ. Lần trước xém chút nữa anh đã bị chị Hinda gạt cho lên giường rồi. May mà em kịp thời đến giải cứu cho anh. Sau đó tụi mình lại ở đây dùng cơm, lại còn cùng nhau nhảy đầm nữa.
Anh rất vui khi em vẫn còn nhớ. Chắc anh nghĩ em đã quên hết những chuyện giữa hai chúng ta rồi. Chỉ cần ghi nhớ những chuyện vui là đủ rồi. Lần đó anh rất say mê và vui vẻ. Có một lời nói mà anh đã quên không nói với em. Là lời gì? Anh yêu em. Anh nói lại đi. Yêu em. Em muốn nghe nữa. Sao em tham quá vậy? Anh sợ nói một lần nhiều như vậy sẽ khiến em chán. Thôi vậy đi. Anh hứa với em, mỗi ngày anh sẽ nói một lần. Nói cho tới lúc cả hai chúng ta trở thành ông lão bà lão, anh vẫn nói. Anh nói một lần nữa thôi. Một lần nữa là đủ rồi. Anh yêu em. Em không cần phải xúc động đến khóc đâu. Đã nói được cũng nhiều rồi mà. Làm phải ở khách sạn một đêm không về nhà được rồi kìa. Em đi đâu vậy? Anh... Nha, anh sao rồi? Em muốn đi đâu? Đâu có. Em tính kêu người lấy nước nóng để đắp cho anh thôi mà. Không cho em đi đâu. Anh yêu em. Bà xã. Tiểu Tề, khi anh đọc lá thư này thì em đã rời xa anh. Thật ra chuyện ly hôn quan trọng như vậy phải do chính Liệt. Cao Linh, Cao Linh, Linh, em để là từ giấy ly thân là có ý gì? Tôi giận vì anh. Anh không hiểu gì hết. Đêm qua còn vui vẻ bình thường mà, sao bây giờ trở thành như vậy? Một ngày kia, hai ngày cãi nhau, chỉ tháng ngày như vậy, em đã chán lắm rồi. Em không muốn chúng mình chờ đến ngày thu hận với chia tay. Bây giờ trái tay còn để lại cho chúng mình một cái ít. Anh không đồng ý liền. Chỉ có dạng như vậy chỉ là tổn thương tình cảm của chính mình mà. Anh không cần. Anh chỉ cần được bên em, cho dù là gãy tay gãy chân cũng không mà. Nhưng mà em sợ. Anh có biết không, có lúc em kìm chế mình không được, trang lấy điện thoại của anh. Xem Ristan có điện thoại cho anh hay không. Không sao đâu, nếu em muốn cứ xét đi. Em yên tâm ngày nào anh cũng báo cáo tình hình của anh với em mà. Em không muốn như vậy. Một giờ không phải buồn chặt với nhau. Em không muốn nhốt anh lại. Thật không muốn mình giấu bê lý, theo dõi hành tung của Ruto. Em không muốn cách sống như vậy mà.
Anh biết ba thương mình rất manh động, khiến cho em không có lòng tin với anh. Lúc còn đi học, nếu phạm lỗi cũng cảnh cáo ba lần mới đuổi, sao em một cơ hội cũng không cho anh? Tính cách của anh đã là như vậy rồi, không sửa đổi được. Không, anh sẽ được mà, nhất định sẽ được. Hoàn cảnh trước mắt như vậy, giống như lúc xưa em và anh chia tay nhau vậy, trời mưa tầm tầm. Thật thật em không muốn đâu. Anh không phải là nó. Anh ghét nhất là tên khốn đó, em đừng lấy anh ra so với nó. Anh nói em là Louis Justin, còn anh thì sao? Nói với mẹ đừng phải lưu ý anh ấy nhiều đó sao? Lần này anh đi dành để quyền đại lý cam tính rằng của ý là để trả thù ảnh thôi, có phải hay không? Anh biết đó ra em sẽ cho là anh ấu trĩ. Thật ra anh làm như vậy là để cho em hả giận thôi. Không phải anh gì em, mà chị bảo thương em. Bởi mẹ anh dạo bán, anh tuổi nhỏ hơn em, không xứng với em. Cho nên anh hầu nói trong lòng muốn trả thù anh ấy thôi. Không phải như vậy đâu. Anh hoàn toàn là vì em mà. Vì em? Nếu như anh vì em, thì lúc đó em yêu cầu anh ở lại và nói với anh là em có thai. Anh nên quay về để giải quyết vấn đề, chứ nhưng mà anh không chịu ngó ngàng gì tới em hết. Thật ra từ đó tới giờ, nó sợ miệng đời vì người tình yêu của tụi mình là tình chị em, người đó chính là anh. Em biết anh rất thương và yêu quý em, đối với em rất tốt. Nhưng mà em không thích những tình cảm như vậy, anh biết không? Tuổi tác của tụi mình cách nhau tới 7 năm, làm gì thì làm cũng thể hợp được. Sợ ra em thấy anh và Gustav xứng đôi với nhau hơn nhiều. Em vẫn không chịu tin anh với cô ta không có gì hết. Có hay không? Không thật với mình. Anh nên tìm người con gái nào chúng tôi với anh lại. Chúng ta chia tay đi. Một tháng sau, đã một tháng rồi, còn nhớ Cao Linh hả? Với tính cách của anh, nhất định tranh đấu cho đến cùng. Sao lần này quyết định ký giấy ly hôn sớm quá vậy? Yêu một người đương nhiên muốn cho người đó vui vẻ. Nếu cứ đeo bám hoài thì khiến người ta đau khổ thôi. Thú thật anh cũng muốn kết thúc cho sớm. Anh sao vậy? Không khỏe hả? Anh bị đau bao tử. Em đi mua thuốc bao tử cho anh. Không cần đâu, lát nữa sẽ khỏi. Để em dìu anh. Bộ anh đau tới khùng luôn rồi hả? Không phải. Mỗi lần đau bao tử, anh lại nhớ tới chuyện khùng hồi xưa. Anh vì muốn biết được cảm giác của Cao Linh đã cố ý làm cho đau bao tử. Thì ra khi phụ nữ hành trình là khó chịu như vậy. Vì Cao Linh mà anh làm tất cả mọi chuyện. Nếu như em có bạn trai như vậy, em sẽ không bao giờ chia tay với anh ấy. Chỉ tiếc em không phải là cô ấy. Đỡ nhiều rồi, chúng ta đi. Đi đâu? Tới phòng tập thể thao. Anh muốn về đó làm huấn luyện viên, phải giữ cho mình một trạng thái ổn định. Lâu rồi em cũng không có tập, cùng đi đi. Cũng được. Anh thử đi. À, cảm ơn. Đi trước nha. Bye. Xong rồi hả? Xong rồi. Chạy bộ trước đi. Không, đi bộ trên máy đã. Thôi đi trước. Cô à, lúc nãy cô đến rơi cái hộp này trong phòng thay đồ nè. Cảm ơn cô, để khách sáng. Dễ thương quá là gì vậy? Không có gì. Man cũng tới kìa. Đâu? Nè, nè. Để coi cái đã. Không được xem. Sao em giữ rác lại vậy? Đây không phải là rác, là chiếc nhẫn anh tặng cho em đó. Nhẫn hả? Anh quên rồi hả? Em nhớ hôm đó khi anh cầu hôn Cao Linh. Tuy em là người độc thế, lúc này anh để chiếc nhẫn vào tay em. Thật sự em rất xúc động. Nếu đổi lại là em sẽ đồng ý ngay. Đó chỉ là chuyện đùa thôi. Không ngờ em lại để tâm tới như vậy.
Em biết mình không thể là Cao Linh được, cho nên em lén giấu nó lại. Lúc rảnh thì lấy ra xem. Không phải lúc trước đã nói chúng ta sẽ là bạn của nhau sao? Em đã hứa với ông nội là không làm người thứ ba phá hoại hạnh phúc người khác. Anh đối với Cao Linh như một chung thủy, không ai có thể chia rẽ hai người được. Em đã cố gắng kiềm chế bản thân để không phải thương anh, vì em là người từng học tâm lý, tưởng có thể kiềm chế được lòng mình, thì ra là không thể được. Anh hiểu rất rõ cảm giác này. Nhưng mà anh đã ký giấy ly hôn với Cao Linh rồi. Bây giờ anh là người đàn ông không có vợ. Nếu như em nói với anh em còn cảm giác với anh, vậy anh có tiếp nhận em không? Anh và Cao Linh xa nhau mới có một tháng thôi. Em hiểu. Anh cần phải có thời gian để suy nghĩ. Không sao, em có thể chờ được mà. Hay là anh ở lại đi làm việc, chỉ cần ngày nào cũng được gặp anh là em mãn nguyện lắm rồi. Anh chưa bao giờ thấy cô gái nào chủ động như em vậy. Anh là người đàn ông khiến em phải chủ động được. Thật ra anh không đáng để em làm vậy. Thương một người đâu cần phải có lý do. Chị à, cũng may là có chị thôi. Mỗi năm phụ nữ tụi mình đều được kiểm tra phụ khoa miễn phí. Thật ra công ty đâu chỉ biết lo làm giàu, hình tượng đối với công chúng cũng rất là quan trọng. Hơn nữa công ty chúng ta lại thường kinh doanh rất nhiều mặt hàng của nữ giới, luôn hô hào hãy giữ gìn sức khỏe. Không lẽ bây giờ khám định kỳ sức khỏe cho chúng ta lại làm việc không đúng hay sao? Kết quả xét nghiệm đã có. Elsa à, cảm ơn. Amy à, có Betty à, cảm ơn. Nè cô à, của chúng tôi đâu? Phải đó, bác sĩ muốn nói chuyện trực tiếp với cô và cô Cao để giải thích về kết quả xét nghiệm của hai cô. Bác sĩ à, báo cáo kết quả của tôi có vấn đề gì không? Trong nước tiểu của cô, tôi phát hiện cô đã có thai rồi. Không phải chứ, nghiêm trọng như vậy sao? Bác sĩ đã xem kỹ chưa? Lúc nãy bác sĩ nói gì với em? Và em vào một hình chắc không phải là chuyện tốt rồi. Anh thật sự không ổn rồi. Có chuyện gì? Bác sĩ nói sao? Em không biết có nên bỏ đi hay không. Đương nhiên là nên rồi. Em để nó lại làm gì? Phải cắt bỏ nó đi. Vậy cũng tán thành em bỏ đi sao? Bỏ đi. Vậy là em đã có thai thật sao? Chị tưởng em đang bị gì vậy? Em làm gì hết hồn. Chị cứ tưởng em bị ung bú gì chứ. Em gây gớm thật nha. Mới vừa ly thân có một tháng thì đã có ngay bạn trai mới rồi, còn có thai nữa. Hay là em cũng giống như chị làm việc tình một đêm? Không phải đâu, đây là con của Tiểu Tì. Trước khi chia tay em đã đi đánh chi. Lúc trước em muốn có con lại không có cách nào. Bây giờ vừa mới chia tay thì lãnh cái thai rồi. Không biết là có phải ông trời đang lừa với em hay không nữa. Chị à, em không biết có nên sanh cho bé ra hay không. Em điên rồi hả? Đây là cốt nhục của em mà, lại là một sinh mạng nhỏ bé nữa. À phải rồi, lúc nãy bác sĩ nói chị có vấn đề không? Cũng không có gì. Bác sĩ nói chị bị thiếu máu, nên chị cẩn thận một chút. Được rồi, chuyện này chị tự biết lo mà. Nhưng mà chuyện của em có nghĩ là nên báo cho Tiểu Tài biết hay không? Để em đưa anh vào cửa. Bởi em không nỡ xa anh hả? Được rồi, về tới nhà anh gọi điện cho em. À, Venus, cô đến đây rồi hả? Hinda à, cô gọi tôi đến đây có chuyện gì vậy? Ngày mai cô về Mỹ, không cần đến đây để từ giả bạn bè hay sao? À, đúng rồi, xin lỗi nha.
Mỗi khi mình đến đây đều mua quà cho các bạn. Lần này tay không, thật là ngại quá. Hôm nay thật sự không cần đâu. Sao vậy? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Cảm ơn. Ngày mai là sinh nhật của cô, cho nên tất cả chúng tôi mừng sinh nhật của cô trước một ngày. Cảm ơn. Câu đó phải để cho chúng tôi nói mới phải. Nếu như chị không cứu lấy Pluto thì chúng tôi đâu còn đứng ở đây để mừng sinh nhật của chị nữa. Đúng rồi, Pluto nhờ có chị. Cảm ơn chị nha. Đừng nói quá lời mà. Tất cả những gì tôi làm đâu có là gì. Lần này cũng nhờ sự nỗ lực của tất cả các bạn, công ty mới thoát khỏi khó khăn. Sau này còn phải nhờ đến mọi người nhiều lắm. Nè, trước khi thổi nến phải nhắm mắt lại để cầu nguyện đó. Đúng rồi đó, phải đó. Nè, để tôi xách cho mình. Thì ra là có âm mưu. Venus, lúc trước anh làm sai khiến cho em bị tổn thương, anh thành thực xin lỗi em. Anh hy vọng em nhận lấy bó hoa này. Lần này anh lại tặng tôi hoa bách hợp. Đúng vậy, bách hợp là biểu thị cho sự mở đầu. Anh hy vọng chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Chuyện đó tôi cũng phải hỏi lại hai đứa nhỏ. Anh đã điện thoại hỏi qua các con rồi. Hai đứa nói rất hy vọng cả nhà bốn người cùng nhau tổ chức sinh nhật cho em. Các con nói vậy thật sao? Anh rất vui vì hai con không trách anh. Lúc trước anh nghĩ đàn ông phải lấy sự nghiệp làm trọng, còn những thứ khác không cần thiết. Hóa ra là không phải. Đến khi anh mất em thì anh mới nhận ra cái gì là quan trọng nhất đối với mình. Lúc trước anh chỉ biết có công việc lơ là với em và con cái, từ đây về sau sẽ không vậy nữa. Cho nên anh quyết định tạm thời không lo công việc của công ty trong một năm, để toàn tâm toàn ý lo cho em và hai đứa con. Chúng mình sẽ đi du lịch toàn thế giới, sẽ cùng nhau vui hưởng hạnh phúc. Có được không em? Hồi nãy em cũng đã cầu nguyện, hy vọng cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch. Vì ý nguyện của chị đã đạt thành rồi. Ngay cả trong lòng Venus nghĩ gì anh cũng biết. Cho nên số phận đã định là hai người phải đi cùng một con đường rồi. Venus. Nhưng mà Pluto, anh đi rồi, ai sẽ quản lý công ty này đây? Tôi cũng đã quyết định rồi. Kể từ hôm nay, Hinda sẽ là giám đốc điều hành. Sau này tất cả nghiệp vụ của Pluto sẽ do Hinda phụ trách. Hôm nay vui như vậy, phải khui xăm anh ăn mừng mới được. Đúng rồi. Lúc trước tôi có hứa với mọi người, nếu chúng ta vượt qua được khó khăn, tôi sẽ luận công khen thưởng. Kể từ hôm nay, Cao Linh sẽ trở thành giám đốc sản phẩm của chúng ta và cũng là Bia. Quang hoan, chúc mừng các bạn nha. Amy, Ben và Kathy, ba người có biểu hiện rất tốt, cho nên kể từ tháng này tất cả đều được tăng lương. Tốt quá. Elsa, chị theo tôi đã nhiều năm, sẽ không mất phần của chị đâu. Cảm ơn. Bây giờ công ty đã đứng vững và cần thêm rất nhiều người. Tôi đã liên lạc lại với các nhân viên cũ, trong đó có chú Thiêm. Chú ấy sẽ trở về làm lại quản lý kho hàng chúng ta. Thật vậy sao? Cảm ơn chị nhiều. Kể cả Dan và nhân viên trong tổ của anh ta cũng trở về làm việc. Hồi đó đem dẫn hết cả đám đi, để lại được quay về. Chị Tiểu Tề cũng có thể quay trở lại rồi. Nè, tôi xin anh, người ta đã ly hôn rồi. Trước khi nói phải suy nghĩ cho kỹ rồi. Xin lỗi, xin lỗi. Không có gì đâu. Sau này tất cả các bạn sẽ có rất nhiều chuyện phải làm, cho nên chúng ta còn phải nỗ lực hơn nữa. Không được lơ là, phải tập trung tinh thần. Dạ biết rồi. Nè, 92 năm dầu nhuộm tóc chúng ta vừa ký tiếp hợp đồng mới. Cao Linh, chị dự tính giao sản phẩm này cho em làm. Sắp tới trong 2 quý cuối, công ty của chúng ta sẽ đẩy mạnh khâu quảng cáo sản phẩm này. Chị yên tâm đi, em sẽ cố gắng hết sức. Nhưng tại vì tôi đây, Pluto không thể thiếu được. Cao Linh. Chào. Cao Linh, cô thật là tài, được lên làm giám đốc sản phẩm.
Đương nhiên con gái tôi rất có năng lực mà. Ba, nghe nói ba còn phải giao hàng đi nơi khác nữa phải không? Nếu ba mà không đi liền sẽ không kịp đâu. Đúng đúng, anh xin lỗi. À thôi đi, bên này, bên này. Hai. Chào hai. Nghe nói em mới lên chức. Chúc mừng em. Cảm ơn. Kệ để dầu nhuộm tóc rất là đẹp, khách hàng rất là dễ nhìn thấy. Đầy đủ rồi hả? Đầy đủ rồi. Chú thêm. Chú thêm. Bây giờ cậu ngon rồi, trở thành phò mã rồi, tiếng ba cũng không gọi được. Con sợ gọi vậy chú không thích thôi. Cậu sợ tôi không thích? Vậy cậu tự hỏi mình đi, cậu thích người nào? À thì đã cậu không thích ai hết, cậu chỉ thích có tiền. Hình như cậu đã biến đổi rồi đó, càng ngày càng giống Trần Thế Mỹ đó nghe. Ba, ba đừng nói vậy mà. Tiểu đề không phải người như vậy đâu. Chú Thi mà, chú đừng có làm càng mà. Tôi không có làm càng, nếu có ai làm càng thì đó là Trần Thế Mỹ. Chú phê bình coi thế nào cũng được. Chú đừng nói qua cho Tristan. Còn với cô ấy là sau khi ly hôn với Cao Linh. Hơn nữa đề nghị ly hôn đâu phải là con. Con không có lỗi với cô. Không ngờ tên tiểu tử này lại thốt ra những lời ba, như vậy. Ba, đủ rồi. Mình có rất nhiều chuyện cần làm. Thôi cần làm. Xin tránh ra, tránh sang một bên. Hãy subscribe.